Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai ngày 25 tháng 10 và cho 10 ngày sắp tới. Mở đầu của bản tin là tin bão gần biển Đông, cơn bão Chami. Vào hồi 15 giờ chiều nay ngày 24 tháng 10, cơn bão Chami có vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 120,3 độ kinh Đông trên đất liền phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương 75 đến 88 km trên một giờ, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Dự báo diễn biến của bão trong vòng 24 đến 72 giờ tới, sang đến khoảng 13 giờ ngày mai 25 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và đi vào biển đông. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 117,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cách quần đảo Hoàng Sa 690 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển, vị tuyến 15,0 cho đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão gây ra là cấp 3 ở phía đông khu vực Bắc biển Đông. Sau đến khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 10, Bao đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão lúc này ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc, 114,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 320 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc cho đến 20,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 111,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão gây ra là cấp 3. Khu vực bắc biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sang đến 13 giờ ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc cho đến 111,1 độ kinh đông trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này giảm xuống cấp 11 giật cấp 13. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển ở vĩ tuyến 15,0 đến 20,5 độ bắc, phía đông kinh tuyến 108,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão gây ra là cấp 3 ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo diễn biến của bão trong vòng 72 đến 120 giờ tới, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km sau khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Mọi diễn biến tiếp theo của cơn bão này, kênh sẽ liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Phần tiếp đến các bản tin là dự báo thời tiết nguy hiểm ở trên biển. Hiện nay, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông. Dự báo diễn biến nguy hiểm trên biển trong vòng 24 giờ tới như sau. Đêm nay sang ngày mai 25 tháng 10, phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 7 đến 9 m. Cũng trong đêm nay sang ngày mai 25 tháng 10, vùng biển phía tây của khu vực Bắc biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và phía bắc của khu vực giữa biển Đông có gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 7 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, phía nam của khu vực giữa Biển Đông, có gió Tây Bắc đến Tây, mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 Biển Động, gió biển cao từ 3 đến 5 mét. Phía đông của khu vực Nam Biển Đông, có gió Tây Tây Nam, mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 Biển Động, gió biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngày 25 tháng 10, Vịnh Bắc Bộ có gió Bắc Tây Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, trong đêm nay 24 tháng 10 và ngày 25 tháng 10, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Cảnh báo trong đêm 25 tháng 10 và ngày 26 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoa Sa, có gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 8. Giật cấp 9 đến cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2, riêng phía đông của khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3 toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy gió mạnh và sóng lớn. Phần tiếp đến của bản tin là tin dự báo thời tiết trên đất liền trong vòng 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày mùng 3 tháng 11, giai đoạn 1, trong vòng 24 đến 48 giờ tới đối với Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, các khu vực khác có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Giai đoạn 2, từ đêm 26 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Bắc và Trung Trung Bộ Khoảng từ đêm 26 đến ngày 28 tháng 10 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khoảng từ đêm 26 đến 29 tháng 10, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phần cuối cùng của bản tin này là dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai 25 tháng 10 tại các khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế trời có mây đêm không mưa ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ Trời có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như nhấn luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.